Trong tháng 6 này, hàng loạt chính sách liên quan đến giấy phép lái xe hay truy xuất nguồn gốc hàng hóa chính thức có hiệu lực. Mời quý khán giả cùng theo dõi tổng hợp chi tiết ngay sau đây. Từ tháng 6, chủ sở hữu sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe khi có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe, tẩy xóa, làm sai lệch thông tin trên giấy phép lái xe, để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình. Người không đủ điều kiện như không đủ tuổi, không đủ sức khỏe. Các thông tin trên giấy phép lái xe bị sai sót, người lái xe bị phát hiện trong cơ thể có ma túy. Ngày 10 tháng 6 tới, nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có hiệu lực. Quỹ này nêu rõ điều kiện vay vốn của doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chí là doanh nghiệp nhỏ và vừa, được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh. Có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, đảm bảo phù hợp tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo. Đảm bảo nguồn vốn tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư thực hiện dự án, đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, đáp ứng quy định về đảm bảo tiền vay. Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa sẽ có hiệu lực từ hôm nay, 1 tháng 6. Theo đó, người tiêu dùng sẽ có thể tra cứu trên cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, quốc gia, các thông tin sau đây. Tên và hình ảnh của sản phẩm, hàng hóa, tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa. Thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa. Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký tự và số series sản phẩm nếu có. Thời hạn sử dụng sản phẩm, hàng hóa nếu có. Hôm nay, ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi, là ngày Tết dành riêng cho trẻ em. Điều mà ba mẹ nào cũng mong muốn đó là con mình được khỏe mạnh và khôn lớn. Tuy nhiên, vì số phận kém may mắn, nhiều em bị khiếm khuyết về trí tuệ với các dạng bệnh khác nhau như là tự kỷ, hội chứng Đau hay là rối loạn hành vi. Chia sẻ và thấu hiểu những điều đó thì các thầy cô giáo tại trường Tương Lai của thành phố Cần Thơ luôn dành tình yêu thương đặc biệt với các em. Hơn 35 năm qua, nơi đây đã trở thành mái nhà chung của những mảnh đời bất hạnh. Mời quý khán giả cùng ghé thăm ngôi nhà đặc biệt này. Buổi học tại trường luôn bắt đầu với không khí vui vẻ, thoải mái. Hôm nay các em được học kỹ năng tự phục vụ với môn cài khuy áo. Tưởng là đơn giản nhưng lại không dễ cho những em nhỏ này. Bé có đặc điểm là chậm nhớ và mau quên. Thì một bài giáo viên có thể dạy cho các bé trong vòng một tuần, một tháng thì cái phần này là khó khăn của dạy môn kỹ năng tự phục vụ. Ngoài kỹ năng sinh hoạt hàng ngày, các em còn được dạy nghề. Tùy theo sự tiếp thu mà học sinh được hướng dẫn công việc phù hợp. Ở đây người đứng lớp vừa là thầy cô, vừa là người mẹ thứ hai đối với các em. Các em học sinh ở trường thì rất là ngây ngô và đáng yêu, và các em sống cũng rất là tình cảm. Các em đến với các cô từ rất là nhỏ cho đến khi mà lớn như thế này. Ngân ơi, học ở trường này thì em thích nhất là điều gì? Dạ, cách giải may. Khi mà về nhà ha, thấy mình may được nè, rồi cha mẹ vui không? Dạ vui. Rồi, cảm ơn Ngân, cố gắng lên ha. Dạ. Nhìn những cái miếng nhất nồi đẹp như thế này thì chẳng ai nghĩ là do chính các em học sinh ở đây đã làm ra. Được biết thì mỗi những cái sản phẩm như thế này thì được bán với giá là khoảng 30.000 đồng. Và nguồn kinh phí này sẽ được đưa vào quỹ để nhà trường dành cho các hoạt động chăm lo cho các em học sinh như là lễ Tết nè, những ngày dành cho các em khuyết tật và đặc biệt là ngày quốc tế thiếu nhi ạ. Từ mái nhà chung này, rất nhiều học sinh đã phát triển tốt. Càng phấn khởi hơn khi không ít em tự lập và có việc làm ổn định. Đối với thầy cô, đó là niềm hạnh phúc, là động lực để tiếp tục chăm lo cho các em. Chuyển sang một nội dung khác. Nhận định về xu thế xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết xâm nhập mặn tiếp tục giảm. Đây là bản tin dự báo xâm nhập mặn cuối cùng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2023-2024. Chiều sâu ranh mặn 4 phần ngàn trong thời kỳ này có khả năng như sau. Phạm vi xâm nhập mặn trên các sông Dàm Cỏ Đông là 40-50 km, sông Dàm Cỏ Tây là 60-70 km, sông Cửa Tiểu, Cửa Đại là 20-25 km, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên 25-30 km, sông Hậu là 25-30 km,
sông cái lớn là 25 đến 35 km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn cấp 1. Ngành chức năng khuyến cáo, mặc dù xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long giảm, nhưng chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo để chủ động ứng phó. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 1, có tên quốc tế là Malisi. Cụ thể, vào rạng sáng nay, vị trí tâm bão ở vùng biển phía nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo bão sẽ đi chủ yếu theo hướng bắc đông bắc trong 12 giờ tới, vẫn giữ cường độ cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão đi sâu vào đất liền phía đông của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, rồi suy yếu và tan dần. Khu vực Nam Bộ cũng đã bước vào mùa mưa. Những ngày qua, nhiều địa phương ghi nhận thiệt hại về nhà cửa, cây ăn trái, rau màu và thiệt hại về người chỉ sau những cơn mưa đầu kèm theo dông lốc và sấm sét. Nhằm bảo vệ nhà cửa, tài sản của người dân, thì nhiều người dân ở huyện đầu nguồn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã chủ động gia cố, chằn néo nhà cửa để an tâm hơn trong mùa mưa sắp tới. Do khu vực đầu nguồn Hồng Ngự thường có gió lớn, dông lốc nên người dân đã chủ động gia cố, chằn néo lại nhà. Việc chằn néo tập trung ở phần mái nhà và chân sàn nhằm tăng sức chống chịu cho ngôi nhà. Bên cạnh việc người dân tự gia cố, chằn néo nhà cửa, công tác này còn có sự tham gia hỗ trợ của Hội Chữ Thập Đỏ địa phương. Mỗi năm tới đợt mà dông lốc, thời điểm dông lốc thì dông cũng rất là to, mà rất là lớn nữa. Nhiều khi cái gói đồ cũng đổ ngã, nhà đồ này kia cũng có nhà cũng bị tốc mái. Nên mùa nay thì cũng mình cũng sợ. Giờ mình sợ thì mình sợ chằng chéo trước đi rồi để sau này có dông đồ tới có xảy ra dông lốc đồ thì mình cũng có chằng chéo rồi nó cũng đỡ một tí xíu. Thấy cũng vui mừng. Mấy anh làm cũng nhiệt tình lắm. Lợi giúp đỡ nhiệt tình lắm. Tại thị trấn Thường Thới Tiền có khoảng 1.000 căn nhà bán kiên cố, trong đó số lượng nhà bán kiên cố cần chằng néo, gia cố mỗi mùa giảm qua từng năm. Hiện số lượng không còn nhiều. Tuy nhiên, địa phương đầu nguồn thường bị ảnh hưởng bởi mưa kèm gió lớn, dông lốc, nên công tác chủ động chằng néo nhà cửa vẫn rất cần thiết, giúp chủ động bảo vệ tài sản của người dân. Trong cái thời gian tới đó, để đảm bảo cho an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, nhất là những cái hộ vùng sâu vùng xa, mình tiếp tục mình là cái thứ nhất là mình tuyên truyền vận động cho mọi người nâng cao tinh thần và cái ý thức mà để tự nguyện tự giác để tham gia vào cái chằng chéo nhà cửa. Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp cho biết tại các địa phương khác từng xảy ra dông lốc như huyện Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười, Cao Lãnh. Việc chủ động chằng néo, gia cố nhà cửa cũng cần được thực hiện càng sớm càng tốt để giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra. Hơn 1.100 tỷ đồng là số tiền mà Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang vận động được để thực hiện các chương trình giúp đỡ người nghèo, bệnh nhân nghèo và hoạt động an sinh xã hội. Thông tin từ lễ kỷ niệm 20 năm thành lập hội diễn ra vào hôm qua. Qua 20 năm hoạt động, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với các đơn vị tổ chức phẫu thuật mắt cho hơn 51.000 lượt người, phẫu thuật tim cho gần 2.000 lượt người, tư vấn, cấp phát thuốc điều trị và đưa đi phẫu thuật 3.600 lượt bệnh nhân, lắp tay chân giả cho 549 người khuyết tật. Hội còn xây mới sửa chữa gần 4.000 căn nhà tình thương, hơn 800 cầu giao thông nông thôn, trao hơn 300.000 suất quà cho bệnh nhân nghèo, học sinh nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho 12 tập thể và 14 cá nhân có thành tích đột xuất trong vận động đóng góp thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Các tổ chức cá nhân và nhà tài trợ trao bảng tượng trưng với tổng trị giá hơn 16 tỷ đồng cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang để tiếp tục thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Liên quan đến vụ trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe mà Miền Tây Hôm Nay đưa tin gần đây, sau khi khởi tố cô giáo đưa đón, cơ quan tố tụng tỉnh Thái Bình đã khởi tố thêm lái xe và hai giáo viên phụ trách lớp. Theo đó, công an khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm, tài xế xe, về tội vô ý làm chết người, quy định tại Điều 128 Bộ Luật Hình Sự. Ngoài lái xe, công an Thái Bình còn khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai cô giáo phụ trách lớp là Nguyễn Thị Phương và Đoàn Thị Nhâm,
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình Sự. Thông tin về hoạt động chợ đêm Ninh Kiều. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều báo cáo các vấn đề trong thực hiện khai thác tuyến phố đi bộ quận Ninh Kiều thuộc đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố. Trước đó, quận Ninh Kiều có văn bản yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn chợ đêm Ninh Kiều dừng ngay hoạt động của chợ đêm Ninh Kiều, đồng thời giao Ủy ban Nhân dân phường Tân An thông báo cho tiểu thương biết rõ vấn đề này. Các tiểu thương thực hiện thanh lý hợp đồng với công ty và chủ động đăng ký mua bán kinh doanh với đơn vị trúng thầu mới là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Mekong nếu có nhu cầu. Cùng với đó, tổ chức bàn giao mặt bằng trống trên đường tại chợ cho đơn vị mới trúng thầu. Trong khi đó, tiểu thương cho biết việc yêu cầu bàn giao mặt bằng trống làm ảnh hưởng đến hoạt động mua bán bình thường của nhiều tiểu thương. Đồng thời, tiểu thương lo lắng công ty trúng thầu khai thác chợ đưa ra mức giá cho thuê cao như phố hàng rồng. Tiếp theo là tin an ninh trật tự. Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Văn Nguyên, ngụ xã EO, huyện EK, tỉnh Đắk Lắk vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng. Mở rộng đấu tranh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xác định vào tháng 6 năm 2021, sau khi quen biết, gặp gỡ nhiều lần với nhóm Đặng Văn Lĩnh, Đặng Văn Hùng và Lê Minh Điệp, nên Nguyên đã rủ cả ba người này hợp tác làm ăn. Từ năm 2021 đến năm 2022, Nguyên đã chuyển cho Lĩnh, Hùng và Điệp tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng để mua nhiều thửa đất ở Phú Quốc, rồi tiến hành thuê rẻ, lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép và giới thiệu quảng cáo sai sự thật. Đây là những dự án hợp pháp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người thông qua việc bán những nền đất không đủ điều kiện chuyển nhượng trong các dự án ma, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Trước đó, Lĩnh, Hùng và Điệp bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cùng 5 cán bộ ở Phú Quốc về tội nhận hối lộ. Nhằm thực hiện nghiêm luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tiến hành tiêu hủy hơn 1.000 vũ khí thô sơ, vũ khí tự chế và công cụ hỗ trợ. Đây là số vũ khí do địa phương vận động người dân tự giác giao nộp và là tang vật vi phạm hành chính từ cuối năm 2022 đến nay. Trong số các loại vũ khí bị tiêu hủy đợt này có đao, kiếm, côn, dao tự chế, công cụ hỗ trợ như bình xịt hơi cay, dùi cui bằng kim loại, súng tự chế bắn đạn bi, súng điện, linh kiện lắp ráp vũ khí, các loại đạn dùng cho súng tự chế. Quá trình tiêu hủy được tiến hành theo quy trình thủ tục nghiêm ngặt với sự giám sát chặt chẽ của hội đồng tiêu hủy, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ít phút tiếp theo, mời quý khán giả theo dõi dự báo thời tiết. Sáng nay, Cần Thơ cảm giác mát dịu. Dự báo là thời tiết hai ngày cuối tuần này sẽ như thế nào, chị Phương Ly? Dạ vâng, xin chào ngày mới quý vị khán giả. Dự báo là ngày mai thì mưa đến muộn, buổi trưa thì nắng mạnh, nhiệt độ tăng lên 34 độ C, mức sấp xỉ ngưỡng nắng nóng và cảm giác nóng hẳn. Còn hôm nay thì ở Cần Thơ thời tiết dịu mát do có mưa từ sớm, nhiệt độ trưa nay khoảng 31 độ C. Không chỉ Cần Thơ mà nhiều nơi khác ở khu vực miền Tây Nam Bộ, mưa dông cũng sẽ đến sớm. Cục bộ sẽ có các điểm mưa to. Do có mưa cho nên là nhiệt độ trưa nay cũng chỉ khoảng là 30 đến 32 độ C. Chỉ riêng có khu vực tại Trà Vinh thì nhiệt độ cao 33 độ C, cảm giác hơi nóng. Ở miền Đông Nam Bộ thì từ sáng cho đến trưa trời vẫn nắng mạnh. Như tại Biên Hòa, Thủ Dầu Một và Thành phố Hồ Chí Minh, mức nhiệt 33 đến 34 độ C sẽ cảm thấy nóng. Về chiều tối thì khả năng có mưa dông, cục bộ có mưa to, đề phòng với ngập úng. Khi trời mưa thì ai cũng thường sẽ có tâm lý vội vàng trở về nhà, gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Nguy hiểm sẽ càng tăng lên khi mà trời mưa lớn, dông sét, gió mạnh khiến cho tầm nhìn giảm. Để có thể đảm bảo an toàn, thưa quý vị, chúng ta lưu ý là khi trời bắt đầu mưa thì hãy chọn vị trí thuận lợi, an toàn để mặc áo mưa. Và nếu thấy trời mưa to thì tốt nhất là chúng ta nên tìm nơi tránh trú an toàn. Thành phố đảo Phú Quốc dự báo là từ trưa cho đến đầu giờ chiều thì trời nắng gián đoạn, nhiệt độ buổi trưa khoảng 32 độ C, đến chiều tối thì mưa dông, cần đề phòng với sấm sét và gió giật mạnh. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang, bao gồm quần đảo Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu
và Côn Đảo có mưa dông nhiều nơi. Trong mưa dông dễ đi kèm với lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, có thể ảnh hưởng đến các chuyến tàu ra vào đảo. Trong thuốc lá có rất là nhiều chất gây ung thư bàng quang. Số thời gian hút thuốc lá bắt đầu từ 5 năm trở đi thì cái tỷ lệ tinh trùng di động giảm đi một cách đáng kể. Sử dụng cái thuốc lá điện tử thì nó có thể là cái quá trình nghiện nó sẽ kéo dài. Cả cộng đồng đang chung tay để đấu thông với thuốc lá. Cùng đến những phân tích của đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ trong chương trình Miền Tây hôm nay. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 18 giờ ngày 2 tháng 6 năm 2024 trên kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ. Kính mời quý khán giả đón xem.